Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong, U23 Indonesia đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á khi giành tấm vé lịch sử vào bán kết U23 châu Á 2024. Cụ thể, tại trận tứ kết diễn ra rạng sáng hôm nay 26 tháng 4, U23 Indonesia đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa 2-2 ông lớn U23 Hàn Quốc trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Trên loạt sút vân lưu may rủi, đội bóng trẻ xứ Vạn Đảo đã chứng tỏ sự bản lĩnh khi vượt qua U23 Hàn Quốc với cách biệt chung thuộc 11-10 để ghi danh vào bán kết U23 châu Á 2024. Đáng nói, sau khi giành được tấm vé lịch sử này, huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng U23 Indonesia đã lập một loạt kỷ lục đáng nhớ cho bóng đá xứ Vạn Đảo. Đầu tiên, như đã đưa tin, U23 Indonesia đã có lần đầu tiên lọt vào bán kết trong lịch sử, ngay trong lần đầu góp mặt ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong theo đó cũng trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên đưa U23 Indonesia góp mặt ở bán kết đấu trường U23 châu Á. Soi chiếu vào lịch sử đối đầu, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U23 Indonesia đánh bại U23 Hàn Quốc trên loạt sút vân lưu. Ở hai lần gặp nhau trước đây, đội trẻ Garuda luôn thua U23 Hàn Quốc, cụ thể là 0-4 năm 2015 và 1-2 năm 2018. Bên cạnh đó, theo MNC Portal Indonesia, MTI, U23 Indonesia đồng thời trở thành đội tân binh thứ hai lọt vào bán kết trong lần đầu tham dự giải U23 châu Á. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên trưởng Hoan Sun Hong đã mang theo 23 cầu thủ U23 Hàn Quốc sang Qatar tranh tài với nòng cốt là các cầu thủ đang thi đấu trong nước. Sở dĩ, ở giải đấu lần này, U23 Hàn Quốc không có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không được câu lạc bộ chủ quản tạo điều kiện trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Bae Joon-ho, Stoke City, Anh, Yang Win-jun, Celtic, Scotland, hay Kim Ji-soo, Brentford, Anh. Thực tế, vòng chung kết U23 châu Á 2024 không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các câu lạc bộ hoàn toàn có quyền không, nhả người, cho U23 Hàn Quốc. Tuy vậy, người hâm mộ, xứ sở Kim Chi vẫn đặt kỳ vọng lớn vào việc thầy trò huấn luyện viên Hoan Sun Hong sẽ giúp U23 Hàn Quốc có lần thứ 10 liên tiếp giành vé tham dự Olympic. Tại vòng bảng, U23 Hàn Quốc đã khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch vòng chung kết U23 châu Á năm nay đồng thời cho thấy phong độ ấn tượng khi toàn thắng trước cả 3 đối thủ cùng bảng. Tưởng chừng U23 Hàn Quốc sẽ dễ dàng có được tấm vé vào bán kết thế nhưng chú ngựa ô của giải đấu U23 Indonesia đã làm giấc mộng lấy vé dự Olympic của Hàn Quốc sớm tan thành mây khói. Đáng nói, với việc bị U23 Indonesia loại bẽ bàng khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Hàn Quốc lần đầu tiên phải vắng mặt ở Olympic sau 40 năm, kể từ Thế vận hội năm 1984 diễn ra ở Los Angeles. Dẫn dắt U23 Indonesia đánh bại đội bóng quê nhà U23 Hàn Quốc sau loạt sút penalty nghẹt thở, huấn luyện viên Shin Tae-yong được hô vang tên như người hùng. Ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á, ông đã giúp U23 Indonesia giành vé vào tới bán kết. Cùng U23 Indonesia tạo nên kỳ tích khó tin, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn rất hạnh phúc nhưng còn nhiều cảm xúc khó nói. Đầu tiên, phải nói rằng tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng cũng rất khó khăn và đau khổ khi tôi phải đối đầu với đất nước của mình. Đương nhiên tôi đang dẫn dắt U23 Indonesia và tôi phải làm những điều tốt nhất cho đội bóng của mình. Cảm ơn những CDV Indonesia đã thức suốt đêm để cổ vũ cho U23 Indonesia. Ở U23 Hàn Quốc cũng có những cầu thủ gắn bó với tôi 4 năm. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc với họ. Tôi bảo họ rằng hãy theo dõi U23 Indonesia khi chúng tôi hoàn toàn có thể lọt vào trận chung kết. Chúng tôi đã vào tới bán kết và mục tiêu đương nhiên phải là trận đấu cuối cùng. Chiến thắng này cũng có nhiều ý nghĩa với cả U23 Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã từng cùng đội bóng quê nhà vào tới chung kết U23 châu Á 2016 và hiện tại đang có cơ hội làm điều tương tự tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sự ủng hộ của CDV Indonesia với khoảng 9.105 người là vô cùng ấn tượng. Những người đã hô vang tên huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong trong suốt trận đấu đã trở nên ngất ngay khi chặng đường trong mơ của U23 Indonesia tiếp tục được kéo dài. Trận đấu này đánh dấu một khoảnh khắc trọn vẹn của huấn luyện viên Shin Tae-yong, người đã dẫn dắt U23 Hàn Quốc cách đây 9 năm và cuối cùng đã đưa họ về đích ở vị trí Á quân tại giải đấu năm 2016. Hiện tại ông đang củng cố một di sản hoàn toàn mới ở Indonesia. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, ca ngợi thành tích của huấn luyện viên Shin Tae-yong.